Nhà đầu tư kỳ vọng DXY sẽ thiết lập kỷ lục mới trong năm 2022, tương tự như 2021. Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh, minh chứng sắt đá cho Santa Claus Rally. Giá vàng biến động mạnh khiến nhiều trader cháy tài khoản tối qua. Theo Bank of America, bất kể trong trường hợp nhu cầu giảm hoặc tăng, giá dầu dự kiến sẽ đạt đỉnh trong năm 2022. Thị trường tiền số rực đỏ, nhà đầu tư tay mơ tháo chạy. Và đó sẽ là những tin tức chính mà mình sẽ cập nhật tới mọi người trong video của Enforex ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Enforex, mình là Diệu Anh. Và như thường lệ thì trong bản tin tài chính được đăng tải vào mỗi thứ năm hàng tuần của Enforex, mình sẽ cập nhật tới mọi người những thông tin về thị trường. Đầu tiên, Diệu Anh sẽ cập nhật cho các bạn diễn biến của DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Đầu phiên giao dịch ngày 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY giảm 0,33%, đạt mức 95,89 điểm. Đồng USD đã xuống mức thấp nhất trong một tháng gần đây so với các đồng tiền chủ chốt khác, bất chấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Như các thông tin anh Minh đã gửi đến mọi người trong buổi livestream nhận định vào Chủ nhật tuần trước, thì DXY tuần này đã đi đúng với toàn bộ nhận định đã được đưa ra. Trong khung thời gian H4, giá vẫn đang nằm trong một trend tăng, xu hướng này vẫn được giữ vững với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào H1, chúng ta có thể thấy là DXY thực chất vẫn nằm trong trạng thái sideways trong suốt tháng 12 năm 2021. Thêm vào đó, với những tình hình kinh tế không mấy khởi sắc, xu hướng vẫn dự đoán DXY giảm về lại khu vực 95,1 đến 95,2. Đây chính là cạnh dưới của trend tăng và cũng là khu vực gần đỉnh của DXY trong một năm gần nhất. Và chính những lý do này, khả năng chúng ta sẽ thấy sự tăng giá lại của vàng trong dài hạn. Về mặt tin tức, hôm qua chỉ có duy nhất một tin khá quan trọng, đó chính là chỉ số doanh số nhà chờ bán, Pending Home Sale. Đây là một chỉ số được tạo ra bởi Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia nhằm theo dõi doanh số bán nhà khi hợp đồng được ký kết nhưng chưa hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, khi chỉ số này được công bố vào tối ngày hôm qua, DXY không có quá nhiều biến động. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe của thị trường nhà ở. Đã không được như kỳ vọng và đã giảm trong tháng 11. Chỉ số này đã giảm 2,2% trong tháng 11 so với tháng 10. Doanh số bán hàng được chờ xử lý giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Giữa anh cũng tổng hợp thêm những nhận định của chuyên gia trên thế giới như sau. Brent Techtel, giám đốc nghiên cứu FX toàn cầu tại Jefferies, lưu ý rằng thị trường tiền tệ đang phụ thuộc nhiều vào các yếu tố kỹ thuật, do đây là thời điểm các nhà đầu tư ngắn hạn tìm kiếm lợi nhuận vào cuối năm. Theo Reuters, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trung bình hàng ngày ở Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục là 258.312 trong vòng 7 ngày qua. Nhiều tổ chức tài chính hàng đầu dự báo kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng 4% trong bối cảnh biến thể Omicron COVID-19 đang được chứng minh ít gây ra bệnh tật nghiêm trọng. Ngoài ra, thì với nhiều nhà đầu tư đã nghỉ lễ Giáng sinh hoặc cuối năm, các nhà phân tích cho rằng đây là lúc thị trường đang khó đoán bởi sẽ không có quá nhiều giao dịch được thực hiện và gây ra tình trạng thiếu thanh khoản. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại áp lực lạm phát gia tăng sẽ khiến tỷ giá thực tế ở mức âm cho đến hết năm 2022 và lãi suất âm thực tế sẽ gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này tiếp tục giảm. Nhà phân tích Carol Roda của Eagle Market cho biết, mọi thứ đang chưa rõ ràng vào lúc này. Mặc dù chúng ta có thể đang nhìn thấy tâm lý rủi ro tăng hoặc giảm nhẹ với cổ phiếu và đồng đô la đã bắt đầu được mua vào. Tuy nhiên, Kel nói rằng, về mặt lâu dài, ông lạc quan về đồng bạc xanh do Cục Dự trữ Liên bang sắp tăng lãi suất và làm giảm khả năng lockdown trong tương lai ở Hoa Kỳ. Việc kỳ vọng về Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất trước các ngân hàng trung ương lớn khác, chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã thúc đẩy chỉ số đô la năm 2021 lên mức tốt nhất trong vòng 7 năm kể từ năm 2015. Vậy liệu điều này sẽ tiếp tục xảy ra ở năm 2022 sắp tới hay không? Chúng ta hãy cùng đón chờ xem nhé! Trước khi tiếp tục video ngày hôm nay thì có một thông tin mình muốn nhắc lại mọi người vì có rất là nhiều các bạn có hỏi mình. Thì ở thời điểm hiện tại, như các bạn thấy ở trên màn hình thì mình có hai nhóm. Thì đầu tiên như mọi người thấy ở trên màn hình là nhóm Private. Và ở đây thì là cái nhóm mình sẽ gửi thông tin đến cho mọi người về những loại hàng hóa, ví dụ như là tiền với lại vàng. Cái đặc điểm của nhóm này sẽ là phù hợp cho những cái bạn mà có ít thời gian dành cho thị trường. Nên là cái mức TP nó sẽ đạt được xa hơn
so với cái nhóm mà đánh ngắn mà mình sẽ nói ở sau. Và hiển nhiên ở trong cái nhóm này thì mức stop loss nó sẽ xa hơn một chút. Và ở trong này thì ở trong thời điểm hiện tại thì mình đã triển khai việc gửi thông tin cho mọi người bằng những con bot. Tất cả này dựa trên thuật toán của mình ở trên thị trường, và nó sẽ đưa cho mọi người những cái thông tin mà mình cảm thấy nó rõ ràng hơn. Ví dụ là cặp tiền gì, buy ở đâu, sell ở đâu, TP ở đâu và SL ở đâu. Và cái ưu điểm của nó có thể hoạt động 24/7, kể cả buổi sáng, buổi chiều hay là buổi đêm nó sẽ đều có hoạt động được. Và đi kèm với nhóm private thì nhóm của mình sẽ phục vụ cho việc đánh ngắn và siêu ngắn. Thì cái nhóm này sẽ có đánh những cái loại hàng hóa có biến động cao, ví dụ như vàng và Bitcoin. Và cái đặc điểm của nhóm này là take profit sẽ rơi về tầm khoảng từ 15 đến 2 pip và cao nhất là khoảng tầm 30 pip. Và cái SL nó sẽ gần hơn, thì cái này sẽ phù hợp cho những bạn thích trải nghiệm những cái đánh ngắn và những bạn có nhiều thời gian để giao dịch ở trên thị trường này. Và để tham gia hai nhóm này, mình nhắc lại là tất cả đều hoàn toàn miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì bạn thể vào YouTube của mForex và vào bất cứ một cái video nào ở trên YouTube và ở trong cái phần mô tả dưới video đó, thì mọi người có thể bấm vào phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới. Và mình nhắc lại, tất cả đều là miễn phí. Và tất cả nhóm này mình lập ra không có mục đích gì hơn ngoài việc là giúp cho các bạn có cái thêm thông tin về thị trường mà mình hy vọng là sẽ đem lại được những cái thông tin đúng cho các bạn để các bạn tham khảo. Và rất là mong sẽ được đồng hành cùng các bạn ở trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung chính của video chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình sẽ cập nhật những thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ tư ngày 29 tháng 12 với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy. Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,14%, đạt ở mốc 4.793,06 điểm. Đây là lần thứ 70 năm nay chỉ số chốt phiên ở mức cao chưa từng thấy. Trong lịch sử, năm nay là năm S&P 500 lập kỷ lục nhiều thứ nhì, chỉ sau năm 1995 với 77 lần. Chỉ số Dow Jones tăng 0,25%, chốt ở mốc 36.488,63 điểm, cũng là một con số kỷ lục. Đây là lần đầu tiên Dow Jones lập kỷ lục mới kể từ tháng 11 và là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 0,1%, còn 15.766,22 điểm. Nguyên nhân khiến Nasdaq giảm phiên này là cổ phiếu chip điện tử đối mặt với áp lực giảm lớn. Với AMD, Xilinx và Nvidia giảm ít nhất 1% mỗi cổ phiếu. Cả ba chỉ số đều đang trong trạng thái xanh trong tháng 12 này. S&P 500 và Dow Jones trên đà hoàn tất tháng tăng thứ 2 trong vòng 3 tháng trở lại đây, trong khi Nasdaq tiến tới hoàn tất tháng tăng thứ 3 liên tiếp. Phiên tăng ngày thứ 4 nối tiếp xu hướng tăng mạnh trong tháng 12 đã được minh chứng trong lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ. Đợt tăng mà phố Wall gọi là Santa Clara Rally, đợt tăng ông già Noel, kéo dài trong 5 ngày giao dịch cuối cùng của năm cũ và 2 phiên đầu tiên của năm mới. Theo dữ liệu của Bank of America, kể từ năm 1928 tới nay, chứng khoán Mỹ có 78,5% tăng trong khoảng thời gian này. Ông già Noel đã hào phóng với nhà đầu tư trong kỳ nghỉ lễ này: "Chúng tôi mong chờ một năm lợi nhuận khả quan nữa trong năm 2022, chiến lược gia của Wells Fargo cho biết. Chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là kết thúc năm 2021 và cả 3 chỉ số cùng trên đà hoàn tất một năm tăng. S&P 500 và Dow Jones đã tăng tương ứng 27,6% và 19,2% kể từ đầu năm. Nasdaq tăng 22,3% và chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu nhỏ đã tăng 13,9%. 2021 là một năm tuyệt vời của thị trường chứng khoán. Thị trường đã được hỗ trợ bởi các gói kích cầu kinh tế của chính phủ liên bang, chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Fed và sự tiến bộ của y học trong cuộc chiến chống đại dịch. Chiến lược gia của Commonwealth Financial Network nhận định. Nhận định về thị trường năm 2022, bà Ganga cho rằng diễn biến sẽ tùy thuộc nhiều vào lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết và mức định giá cổ phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng có thể gây trở ngại cho thị trường chứng khoán, nhất là đối với nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Phiên ngày thứ tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 1,5%. Chúng tôi dự báo lãi suất sẽ tăng nhẹ trong năm 2022, dựa trên việc kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đang cao hơn xu hướng lịch sử và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế được cải thiện một khi ảnh hưởng của Covid giảm bớt. Chúng tôi dự báo đến cuối năm 2022, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ trong khoảng 1,75-2%. Chiến lược gia trái phiếu của LPL Financial phát biểu. Như vậy thì mình cũng đã cung cấp cho mọi người những thông tin liên quan tới DXY và thị trường chứng khoán trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp sau để cập nhật về thị trường vàng, dầu và Bitcoin. Và nhớ là vào chủ nhật 20 giờ hàng tuần, anh Minh sẽ có buổi livestream để đưa ra phân tích cũng như nhận định cho tuần tới nữa nhé.